Chị đánh giá cao tinh thần và sự tự tin của em, nhưng đây là một cuộc thi, vậy nên là chị sẽ nhận xét thẳng thắn luôn để em nhìn ra mặt hạn chế của mình. Em cao 1m55, nói thật thì chiều cao như vậy là hơi thấp, hơi lùn và chân em còn vòng kiềng nữa. Khuôn mặt của em rất cá tính, nhưng mà chị cảm thấy tỷ lệ nó hơi mất cân đối một chút. Tổng thể khuôn mặt khá là to, gò má hơi cao và xương quai hàm hơi vuông, cảm giác là thiếu đi nét nữ tính của phụ nữ. Em có thích ăn mực không? Em bình thường ạ. Bởi vì mực nó dai, phải nhai nhiều thì mới thấm. Chị cứ tưởng là em ăn nhiều mực thế nên là nó bị vuông ra ấy. Đen. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Vừa rồi thì mình có mô phỏng một cách vui vui phần thi mặt mộc trong một cuộc thi nào đấy. Mục đích của mình thì cũng chỉ là để có thể chỉ ra những cái khuyết điểm của bản thân mình. Thẳng thắn để mà nói thì có thể là mình hội tụ tất cả những cái điểm mà con gái cho là xấu nhất và không muốn có nhất ở trên cơ thể của mình. Đây, mình cho các bạn xem, các bạn thấy cái mặt của mình ấy, nó rất là to. Trên một cái tổng thể, cái mặt mình rất là to như thế này thì mắt mũi môi nó kiểu như là lọt thỏm vào cái mặt đấy. Và cái quai hàm của mình ấy, nó cũng rất là vuông. Bình thường là mọi người sẽ thích là V-line, mặt trái xoan đúng không? Nhưng mà chắc là mặt mình phải gọi là U-line các bạn ạ. Ngoài ra thì cái gò má của mình rất là cao. Lúc để mặt bình thường không sao, nhưng mà mỗi lúc cười lên nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ có cái gò má rất là cao như cái hoi quả trứng ở đây. Xong rồi là chiều cao chính xác của mình là chỉ có 1m55 thôi. Hồi cấp 2 mình dậy từ sớm ấy, thế là lúc đấy mình cao nhất lớp, cao hơn cả các bạn trai. Nhưng mà từ lớp 8 trở đi thì mình vẫn giữ cái chiều cao đấy cho đến mãi tận bây giờ. Xong rồi bây giờ tất cả mọi người gặp mình bên ngoài cũng bảo là ôi sao nhìn trên clip tưởng là to béo, to cao lắm 1m78 nhưng thực chất bên ngoài lại nhỏ như thế. Thì nó là như thế đấy. Và tiếp theo là cái chân của mình. Bình thường thì các bạn gái sẽ thích là có một đôi chân thon, dài, thẳng, tắp, tầm tập tập đúng không? Thì mình lại thuộc cái dạng người là từ đầu đến chân, chỗ nào cũng to. Mặt to, tay to, vai to, bụng to, chân rất to và lại còn rất là thấp. Và chân của mình thì lại còn bị vòng kiềng nữa. Xong là kiểu mình rất là nhiều lần mình bị nói là khép cái chân vào xem nào, nhưng mà tao không khép được. Chân tao bị thế mà tao không khép được, khép chỉ như thế thôi. Chắc là không thể nào mà khép được như những người chân thẳng. Đấy, từ đầu đến chân chỗ nào cũng to, có mỗi cái ngực thì lại lép. Các bạn thấy cái số của mình nó oái oăm chưa? Và cái thời điểm khoảng 1 tháng về trước thì cái hàm răng của mình nó sẽ trong tình trạng như này. Đó, răng của mình bị lệch. Một bên hàm trên thì nó cao, còn một nửa bên hàm trên còn lại thì nó rất là thấp. Và mình còn cười hở lợi nữa, nên là luôn luôn mình trong tình trạng là không bao giờ dám cười to. Mặc dù lúc ấy mình kiểu đang rất vui, mình cũng không dám cười thả phanh, bởi vì là răng mình nó sẽ cười hở lợi rất là nhiều. Và mình sẽ rất là tự ti về điều đấy. Lắm lúc là mình nghĩ là sao số mình đen nhỉ. Kiểu mình hội tụ tất cả những cái điều xấu nhất của người phụ nữ ấy. Nào là lùn này, chân to, ngực lép, mặt to, gò má cao, xương hàm vuông, rồi răng lệch, rồi cười hở lợi. Chả được cái nét gì hết. Bản thân mình là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ý, nên là những cái khuyết điểm này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc cũng như là tất cả mọi thứ của mình. Rất là nhiều người bảo là ok, xinh đẹp đã là một cái loại tài năng rồi, khi mà bạn xinh đẹp thì tất cả mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn với bạn. Mình nghĩ là đúng thật là như thế, bởi vì là trong cái ngành của mình ấy, là cái ngoại hình nó cực kỳ rất là quan trọng. Khi mà bạn có ngoại hình thì bạn đã có lợi thế hơn rất là nhiều rồi. Thì bản thân mình là một người ngoại hình thì cũng bình thường thôi, không phải là xinh, không phải là xấu, nhưng mà với những cái khuyết điểm mà bản thân mình vừa kể ra thì nó ảnh hưởng đến công việc của mình rất là nhiều. Mình mất đi rất là nhiều những cái cơ hội trong công việc. Cứ mỗi lần mình chuẩn bị đi casting hay là vào một cái vai gì đấy ấy, thì sẽ có những người nói là giá như mày cao hơn tí thì có phải là được chọn hay không. Rồi là nhìn mặt rất là hợp với vai rồi nhưng mà lùn quá, không đủ chiều cao. Mình là một người hoạt động trên mạng xã hội rất là nhiều, nên là mỗi một lần mình xuất hiện trên mạng xã hội thì tâm lý đám đông sẽ là rất là thích xăm soi vào những cái khuyết điểm của người khác. Mà bản thân mình là một người rất là nhiều khuyết điểm, có thể nhìn thấy luôn ngay lập tức. Rất là nhiều lần mình bị cái lời nói body shaming trên mạng xã hội, rồi nào là sao trông dáng người thô thế, trông như trai giả gái, sao trông giống như đàn ông chuyển giới vậy, tã quá, nhìn tàn tạ thế, trả lại tuyết ngày xưa cho em đi. Rất là nhiều những cái comment bình luận như vậy. Có một khoảng thời gian ấy,
mình rất là tự ti với khuyết điểm của bản thân mình. Mình cứ hay so sánh là tại làm sao mà mình lại không được sinh ra may mắn như những người khác, rồi là tại sao là mình lại hội tụ tất cả những cái khuyết điểm, mà trong khi có rất là nhiều người ta tất cả những cái gì đẹp nhất thì hội tụ trên người của họ. Thậm chí là mình suy nghĩ tiêu cực đến mức độ mình nghĩ là có khi nào mà mình không theo được cái nghề này không? Và tất cả mọi người trong nghề này thì có ngoại hình rồi, thì tất cả mọi thứ nó sẽ đến một cách dễ dàng hơn. Bản thân mình không có ngoại hình xuất sắc, mình chỉ ở mức độ trung bình như vậy thôi, thì liệu mình có thành công được hay không? Xong rồi thì may sao thì cuộc đời nó quá là dã man và tàn bạo, nó cho mình rất là nhiều những cái cú vả thẳng vào mặt, khiến cho mình có thể tỉnh ra, mình có thể nhận ra rất là nhiều điều về bản thân mình. Trải qua một quãng thời gian rất là nhiều chuyện xảy ra thì mình có học được một vài bài học. Mình nghĩ là ok, có thể đấy là những cái khuyết điểm, mình không phủ nhận cái điều đấy. Nó là những cái mọi người không thích về mình, và thậm chí là trong quá khứ mình đã từng rất là tự ti và rất là chán ghét chúng. Nhưng mà mình nhận ra là những cái khuyết điểm đấy nó là của mình, nó là bản thân mình chứ không phải là bất cứ ai khác. Nó là những cái điều mà bố mẹ mình cho mình, những cái điều làm nên sự khác biệt của mình và những người khác. Ok, nếu mà không phải có cái gò má cao, không phải là cái khuôn mặt to, không phải là lùn, thô kệch, chân vòng kiềng thì sẽ không phải là tôi, mà nó sẽ là một người khác rồi. Thì khi mà mình suy nghĩ tích cực hơn ý, thì những cái khuyết điểm mà mình không thể thay đổi được thì mình sẽ cố gắng để chấp nhận nó. Mình yêu những cái xấu của bản thân mình, mình không muốn cố gắng để biến mình trở thành một người khác. Bởi vì là tất cả mọi người, tất cả mỗi cá nhân trên cuộc sống này đều không nên giống bất cứ một ai cả, mà chỉ nên là bản thân mình thôi. Mình là cá biệt, dị biệt và không giống và không là bản sao của bất cứ một ai hết. Xong rồi từ lúc đấy mình cố gắng để mình yêu bản thân mình hơn. Mình nhìn vào những cái điểm xấu của bản thân mình, thậm chí là mình yêu nó luôn ấy. Cái tôi yêu tất cả những cái xấu xí trên người tôi, bởi vì những cái đấy nó là của tôi. Tôi yêu nó, tôi yêu tất cả những cái xấu xí đó, bởi vì nó là bản thân tôi. Mình sẽ không cố gắng để biến mình trở thành người khác. Mình chỉ nỗ lực hết mình tập trung vào công việc của mình tập trung để hoàn thiện bản thân mình hơn, để khiến mình trở nên đẹp hơn, tốt hơn và hoàn thiện hơn với những cái điều mà mình vốn có. Như thế thì mình sẽ luôn luôn có một cảm giác là mình vui vẻ, mình hài lòng và mình cảm thấy rất là bình yên trong cái cuộc sống mà mình đang có. Thậm chí là khi mà mình lắng nghe những cái lời chửi bới, những cái lời body shaming trên mạng xã hội, là mình cảm thấy không có một chút gì đấy tổn thương hay là buồn nữa, mà mình cảm thấy rất là bình thường với những cái điều đấy. Bởi vì là ở bên sâu bên trong bản thân mình là mình đã nhận ra những cái điều tốt cho mình, và mình sẽ làm những cái điều mà mình có thể làm được, chứ mình sẽ không quan tâm đến những cái điều nó nổi lềnh phềnh xung quanh mà khiến ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân mình nữa. Mình không phải là một đứa nói giỏi nên là có thể mình nói nó hơi lòng vòng và nó hơi lòng ngoằng một chút, nhưng mà mình mong là các bạn có thể hiểu được cái ý mà mình muốn nói. Chung quy lại thì mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn một điều là các bạn hãy yêu thương bản thân mình nhiều, thật là nhiều vào. Chúng ta hãy yêu những cái khuyết điểm của mình, yêu những cái sự xấu xí của mình, và chúng ta sẽ không cố gắng biến mình trở thành một người khác, mà chúng ta chỉ là đang nỗ lực phấn đấu hết mình để trở thành cái phiên bản tuyệt vời nhất của chính chúng ta. Vậy em có năng khiếu hay là khả năng gì đặc biệt không? Biết hát. Ok, em hát một đoạn chị nghe thử xem nhé. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistake. I'm on the road.